Xin chào tất cả quý khách hàng đến với video tiếp theo của cơ sở đồ gỗ Mạnh. Vâng, hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Vâng, trước mặt quý khách hàng là cặp lục bình của anh Khánh Đinh ở quan điểm Yên Phương, Ý Yên, Nam Định nha quý khách nha. Hàng cao 1m6, đường kính 43 phân, hàng trơn không đục. Hàng là chuẩn bị bàn giao cho anh và chúng em vừa mới sơ si hoàn thiện xong. Em xin nhắc lại là cao 1m6, đường kính 43 và chúng em đang bán với giá là 11 triệu đồng nha quý khách nha. Nếu mà quý khách hàng nào quan tâm cặp lục bình như của anh đây thì hãy liên hệ ngay với em Mạnh theo số điện thoại trên màn hình là 0944222266 hoặc là 0386666789 nhá. Đó, hoặc là quý khách hàng có thể để lại số điện thoại bên em sẽ gọi điện và tư vấn cho quý khách hàng. Mặt này hơi tối một xíu. Nói chung là hàng này là hàng chúng em là chọn gỗ chọn vân cực kỳ là đẹp. Theo quý hàng nhá. Để thấy đây. Rồi, hàng rất chi là luật và đẹp. Đây. Còn đây là phía trên. Đây là phía trên cổng bình. Đó. Hàng vừa mới sơn CDU bóng cực kỳ là đẹp. Nếu mà quý khách hàng nào muốn xem hàng trực tiếp thì có thể đến tận cơ sở của chúng em theo địa chỉ là ngõ Bắc Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Hoặc là quý khách hàng muốn xem thêm các mẫu mã của bên cơ sở em, quý khách hàng có thể lên website của chúng em là dogodongmanh.com nhé quý khách nhé. Và video của chúng em xin kết thúc tại đây và hẹn mọi người vào video lần sau.